Rồi, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay bên em sẽ dọn kho, xả kho cho bác những phụ kiện để các bác thay thế cho bơm cao áp, bơm BCB. Thế bác nào mà mình đang có nhu cầu tham khảo hay muốn đặt mua cho mình những cái phụ kiện ti bơm này, dong sim này, đó, van nạp một chiều nhé, chân 8, chân 10. Đấy, các bác có thể liên hệ trực tiếp về hai số điện thoại bên shop. Đó, ngoài ra thì bên em có cung cấp cho bác những đồng hồ bơm nhé. Đó, lọ dầu silicone này. À, ốc xả nhé, bác nào mà mình bơm mà quên chẳng may rơi ốc xả thì các bác cũng có thể mua những cái ốc xả bên shop nhé. Đó, hoặc là những cái dòng bơm cao cấp đó, bơm Siong Sin, ti bơm bên em cũng có nhé, ti bơm 3 ly của Siong Sin, đó giá sẽ là 150.000 một chiếc các bác nhé. Đó, hoặc là dòng sim để sửa cho bơm Siong Sin, đó một bộ dòng sim thì ngày hôm nay khi bác mua bộ combo bên em sẽ tặng cho bác thêm một lọ dầu silicone siêu to trị giá 50.000 nhé. Đó, hoặc những cái dòng bơm cao cấp hơn, đó, cao cấp hơn những cái dòng bơm máy, đó, ti bơm bên em cũng đầy đủ cho bác. Đó, ti bơm của dòng bơm máy Tiger, ASEAN hay là đằng Vuvel. Đó, ti bơm thì hiện tại bên em đang cung cấp cho dòng bơm máy giá là 250.000 các bác nhé. Đó, ngoài ra thì bên em cũng đang cung cấp cho bác những cái dòng dây bơm mới 100% các bác nhé, dây bơm mới không lọc 120.000, dây bơm lọc bé giá là 150.000 các bác nhé, đấy, dây bơm lọc bé giá là 150.000, còn dây bơm lọc to sẽ có giá là 230.000, 230.000, đó, bao ship tận nhà cho bác, đó, hoặc bơm của bác mà hỏng nặng quá các bác không sửa được nữa thì các bác lên tham khảo cho em, đó, tiết kiệm thời gian và chi phí hơn. Đấy, các bác có thể mua thân bơm mới này. Đấy, về các bác chỉ việc lắp vào là các bác bơm thôi. Đó, các bác không phải sấy ra. Đấy, một chiếc thân bơm mới hoàn toàn như này. Đấy, các bác sử dụng như là bơm mới thôi. Đấy, một chiếc thân bơm hiện tại bên em đang cung cấp cho bác giá sẽ là 400 ngàn nhé. 400 ngàn cho thân bơm mới. Đấy. Vậy bác nào mà mình đang có nhu cầu hay muốn đặt mua cho mình những cái phụ kiện để sửa cho bơm cao áp, các bác cứ alo trực tiếp về hai số điện thoại bên shop các bác nhé. Đó, thì một video ngắn em.